Xin chào anh em, hôm nay lại được đi xe sang rồi anh em ạ. Tôi đang lái một chiếc Porsche, nhưng mà đó là Cayenne Cooper các bạn nhé. Một trong những cảm xúc cho người lái đấy chính là cái thứ âm thanh họ cho phép lọt vào khoang lái. Điểm gì? Để người lái và cái xe và cái mặt đường nó cảm nhận với nhau, nó hòa với nhau như là một. Cho nên nếu các bạn ngồi trong một cái xe mà nó yên tĩnh một cách quá đáng thì tôi tin rằng là cái xe đấy các bạn có cái sự gọi là giao lưu giữa người và xe nó rất là kém, và lái nó sẽ bớt đi cả. Lại chào anh em lần nữa, bởi vì là anh em tôi thì tôi với cả Tử Đức đã lên đến cái nơi này là gì, Tây Yên Tử. Tại sao mà 10 tháng vừa qua tôi phải quay lại Uông Bí phải mấy lần? Bởi vì thật sự là vùng đất này là một cái vùng đất rất rất là đẹp, giàu cảm xúc, và nó thực sự là một cái vùng đất đúng để anh em mang xe lên để nghịch, để chơi, để trải nghiệm, đúng Đức. Kể cả về phong cảnh, kể cả về địa hình, nói chung là nếu như trong một quãng đường như thế, phong cảnh đây đúng không? Đúng rồi, có quãng thời gian như thế, quãng đường đi như thế mà có một phong cảnh như này và có nhiều những cái địa hình, nhiều những cái kiểu đường để mà mình có thể nghịch được cái xe thì đúng là đây là một cái địa điểm lý tưởng ấy. Và đặc biệt hôm nay anh em mình lại chạy một cái xe hơi nhiều tiền, đúng không? Cũng không nhiều lắm anh, bằng một căn chung cư rộng rộng chứ mấy. Chung cư rộng rộng, và cái căn chung cư này nó trị giá khoảng 7 tỷ. Khoảng 7 tỷ, sắp xỉ 7 tỷ. Trong đó khoảng xác xe thì xác nhà thì khoảng độ 5 tỷ 8. Sấp xỉ 6 tỷ. Còn tiền nội còn thất gọi là đồ chơi. Đồ chơi khoảng độ hơn tỷ. Đó. Tuy nhiên chúng ta sẽ khoan nói về giá trị của nó. Bây giờ chúng là người đi trải nghiệm thì mình sẽ đánh giá cái cảm nhận của mình về chiếc xe này. Đức, em đã cầm lái trên cao tốc này, đường quốc lộ, thậm chí này còn đông xe cơ. Và cuối cùng em đi vào một cái đường khu vực đèo dốc mà hơi có một tí off-road khi anh em mình đến một cái đỉnh cao này. Em cảm nhận thế nào về chiếc xe này? Đầu tiên thì vẫn phải nói là cái gọi là cái cảm giác thể thao, một cái cảm giác tự tin khi ngồi sau vô lăng của một chiếc Porsche thì nó vẫn có trên cái Cayenne 2024 này. Kể cả là khi mà em đi tốc độ cao, tốc độ thấp, và có một cái đặc điểm là cái Cayenne mới ấy, thì cái vô lăng của nó sẽ khi mà mình đi chậm sẽ theo một cái chiều hướng nhẹ. Tuy nhiên là cái gọi là hơi nhẹ đối của cái vô lăng Cayenne thì nó rất khác với cả những cái mẫu xe, ví dụ xe Hàn Quốc chẳng hạn. Tức là nó sẽ theo từng cái chuyển động ở trên tay mình. Mình đặt cái vô lăng mình nhích nhẹ hay là nhích nhiều hay nhích ít thì cái xe nó cũng sẽ đi đúng theo cái mà mình điều khiển như vậy, nó đúng theo ý của mình. Nói tóm lại là cái độ nhạy, độ chính xác của vô lăng là người Đức nói rằng là chính hãng Porsche đã làm vô cùng tốt. Mình cũng nói là rất tốt mà phải nói phải một cái từ chính xác là vô cùng tốt, đúng không? Đúng rồi. Mặc dù là trợ lực điện, người ta hay nói rằng trợ lực dầu thì nó mới tạo cảm xúc, đúng không? Người ta hay thần tượng những chiếc xe mà có cái cảm giác lái được là thuần khiết, rằng là phải như E46 hay E70 của BMW, nhưng không. Chắc là các bạn thì vẫn chưa thử lên chiếc xe này, đúng không? Rồi. Nhưng mà em tin là ngồi sau vô lăng của Cayenne 2024 thì sẽ có một cái sự rất là thích thú. Thực ra nó là một cái cảm xúc chung của em khi mà lái những cái mẫu xe Porsche đấy, là khi ngồi lên là mình rất có một cái đốc thúc trong lòng, là mình cứ muốn là nó phải nhanh lên, mình muốn là mình phải tăng tốc độ lên. Đúng. Cái đấy là một cái mà không phải là nhiều cái hãng xe làm được. Chính chứ chưa nói đến là một mẫu xe cụ thể nào đấy. Nhưng hôm nay em có cảm nhận là ngày xe này nó có sự khác biệt không?
Cái sự khác biệt ở đây thì như em cảm thấy là khi mình đi qua những cái đoạn đường mà cái hệ thống treo nó cần phải xử lý, nó cần phải dập 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 tắt cái dao động đi ạ, thì nó vẫn giữ lại được một cái độ phản hồi rất là tốt. Tức là em ngồi kể cả ở vị trí bên phụ hay là ngồi đằng sau vô lăng thì cái cảm nhận về cái tình trạng mặt đường nó đều rất là giống với cả cái mắt mình nhìn xuống mặt đường như nào, thì cái truyền tải lên trên của mình nó có thể cảm nhận được như thế. Thế nhưng mà những cái dao động mà nó khiến cho mình cảm thấy khó chịu thì gần như là cái chiếc xe này nó giống như có một cái lớp lọc, tức là nó không cản toàn bộ cái dao động mà nó có một cái lớp lọc để chọn là những cái phản hồi mà gọi là cảm thấy nó vẫn giữ được cái chất thể thao và vẫn giữ được một cái phản hồi mặt đường tốt, thì cái chiếc xe này nó vẫn giữ lại được nhưng nó lại vẫn êm. Cái đấy mới là cái rất là hay. Cái mà em cảm nhận anh cho là chính xác, bởi vì cái cảm nhận của em nó từ một cái thay đổi rất là lớn trên chiếc KN mới này, đó chính là hệ thống treo của nó. Như em biết thì hệ thống treo trước, thế hệ trước của chiếc xe này nó là một một cái bầu hơi, một cái bầu hơi thì nó có ba bồng hơi và một van thôi. Có nghĩa là nó chỉ nén vào, nó không có rebound. Rebound là rebound cố định. Trong khi đó cái thế hệ này nó bớt đi một bồng hơi, nó chỉ còn hai bồng hơi thôi, nhưng lại tăng thêm một van. Có là có hai van, một van nén và một van rebound, gọi là hồi. Chính vì vậy mà ở khi mà nén xuống hay rebound nó đều được kiểm soát một cách chuẩn chuẩn mực, chính xác. Và chính vì thế mà em ngồi trên xe này em cảm thấy nó êm hơn, đúng không? Nhưng không phải vì thế mà êm thì nó lại cảm giác sẽ đưa cho cái xe nó trở thành Trong xanh. trong chành. Con xe này anh lái với em ngủ rất ngon lành ở cái đường đèo này, đúng Chính xác. không? Tuy nhiên kết hợp với một cái hệ thống treo mềm hơn, chính xác hơn, êm hơn, thì Porsche đã trang bị một bộ lốp khác. Lốp này là em có nhìn thấy không? 285 45 ZG21. Còn ở đằng sau nó là 315 45 21. Có nghĩa rằng nó sẽ tăng cường cái độ ổn định bằng một bộ lốp có bề mặt tiếp xúc với mặt đường rộng hơn. Và để cho tăng cái độ êm ái thì nó có một cái chiều cao thành lốp cũng đủ, nó không mỏng quá để cho nó tăng ổn, và nó không quá dày để giảm đi cái cảm xúc lái, cái cảm giác bằng mặt đường lên. Trên cả hệ thống treo này, cả bộ lốp nó đã khiến cho em có một cái cảm giác xe êm ái nhưng mà vẫn là vững, đúng không? Đúng rồi, nó vẫn giữ được chất thể thao. Và đấy, nhân mình nói về cái cảm xúc khi mà cầm lái thì cái chiếc Cayenne này, ngoài cái việc cảm xúc trực tiếp khi mà mình cầm vào vô lăng ấy, thì kể cả cái âm thanh, cái những cái tiếng động, cái âm thanh đi vào trong khoang lái, nó đối với em cũng cảm giác như là nó có một cái sự chọn lọc, tức là cái khả năng cách âm của chiếc xe này thì rất tốt. Thế nhưng mà những cái thứ mà mình cảm giác như mình muốn nghe và nó kích thích được cảm xúc của mình, ví dụ là tiếng động cơ hay là tiếng những cái tiếng gió, những cái tiếng gọi là những cái tiếng này nó cho được một cái cảm nhận là của một cái chiếc xe thể thao ạ, thì ở trên chiếc Cayenne này nó vẫn giữ lại được cái việc đấy. Cái cảm giác của em cũng đúng. Anh nói một cái câu này, em vừa nói là cách âm của khả năng cách âm của chiếc Cayenne này rất tốt, thì anh lại nói khả năng cách âm của chiếc xe này không phải là rất tốt, nhưng họ kiểm soát cái âm thanh ở trong khoang lái rất tốt. Cái này thì em cũng đồng ý với Thì anh. cái đấy mới là cái đúng, bởi vì em cứ mường tượng ra thế này, em lái một chiếc xe thể thao mà em không nghe được xem cái tiếng động cơ nó phản hồi vào cái chân ga của em như thế nào, em không cảm nhận được cái âm thanh ở xung quanh em nó như thế nào, thì cái sự gọi là Cảm xúc. cảm xúc nó bị nhạt đi rất nhiều. Tuy nhiên nếu mà một chiếc xe mà âm thanh nào nó cũng lọt vào khoang hành khách, khoang cabin, thì nó lại trở thành một chiếc xe nó bị loãng, à nó mất kiểm soát về âm thanh và lúc ấy nó cảm thấy rất là phiền và khó chịu, đúng không? Trong lúc mà ở trên cao tốc, trên đường nhám 5B, nó có mặt đường rất là nhám, thì anh cũng với em cũng đã đo Đúng, thử rồi. và rất em nhớ là 80 km một giờ chỉ có 66 dB, 100 là 67 và 120 là 68, mỗi cái nó chỉ chênh có 1 dB. và nó không vượt quá cái ngưỡng 70.
Đúng, tức là nó chưa đến cái ngưỡng mà khiến cho người ta cảm thấy khó chịu là tần số cao. Và đặc biệt nữa, mặc dù nó 66 decibel, có nghĩa là có một số âm thanh nó lọt vào trong đấy, nhưng mình không cảm thấy âm thanh đấy là âm thanh khó chịu. Đúng rồi. Đối với em thì những cái tiếng động nó sẽ giúp cho mình có một cái cảm giác về cái không gian xung quanh của chiếc xe nó tốt hơn, dễ chịu hơn, đúng không? Mình không bị cách biệt ra khỏi cái môi trường xung quanh, và khi mà mình ngồi xuống xe mình cảm thấy rất là thoải mái, đúng không? Một cái nữa, em có không biết em có phát hiện không? Đó cái lúc là anh em mình đi ra khỏi nhà thì nó vẫn trời chưa đủ sáng. Thì có một cái thứ mà không biết em có để ý không? Em có để ý đến một cái gì khác biệt ở khi mà em đánh xe ra khỏi nhà đấy không? Chắc là ở hệ thống đèn pha anh ạ. Em thấy là cái đèn pha thì nó có một cái có vẻ như là một hệ thống đèn pha mới, tức là mình nhìn về thiết kế là nó cũng đã có cái sự khác biệt rồi. Và nhận cái... diện khác đúng không? Đúng rồi. Nhận diện khác, bởi vì cái đèn pha của KN theo như anh xem thì đèn pha này cũng là một đèn pha công nghệ mới, thậm chí có thể nói là mới nhất bây giờ, không phải chỉ với Porsche, với tất cả các hãng ở trên thế giới. Đó là gì? Đó là họ sử dụng công nghệ MicroLED, và nó được tổ hợp bằng rất nhiều những điểm nét nhỏ, đâu đó khoảng độ 30.000 điểm nét trên một đấy. Em nhớ không nhầm khoảng 32.000 điểm nét. Và khi mà nó càng nhỏ bao nhiêu thì độ phân giải nó càng kỹ bấy nhiêu, và khi độ phân giải nó càng cao, độ phân giải càng cao thì họ muốn chiếu sáng vào đâu, họ muốn điều khiển thế nào thì rất là vô cùng dễ dàng, đúng không? Và thực ra thì cái đèn này của Hella nhé, của Hella, và người Đức thì họ không thỏa hiệp trong bất kỳ một cái tác nhân nào gây hại, gây nguy hiểm cho chính bản thân họ và môi trường xung quanh, môi trường giao thông xung quanh ấy. Cho nên nếu mà em để ý thì em lái cái xe này em sẽ thấy rằng kể cả việc mà em đi sau hay em đi đối diện một người khác thì cái đèn pha này nó đều bảo vệ cái người đi trước hoặc người đi đối diện. Và như em quan sát là nó sẽ cắt cái chùm chiếu sáng khi mà có xe ở đằng sau hoặc là xe đối diện đến gần, nó sẽ cắt được cái vị trí tai gương đi xuống. Tức là nó sẽ vừa đủ để cái cuồng sáng nó không hắt vào trực tiếp vào cái mắt của cái không người đối nhái. Người đối phương là không nhìn thấy. Đúng không? Còn một cái điều nữa thú vị nữa trong cái việc chiếu sáng, không biết là em có để ý không, đó là lúc anh chạy ấy, là khi em chạy ở trên đúng cái len đường của em thì cái quầng sáng nó sẽ chiếu vào đúng cái len đường, và cái len đường đấy nó sáng bừng lên cả lên. Đúng, nhưng mà em thì em nghĩ là em chỉ đang thắc mắc là vì chưa có cái điều kiện để thử. Đấy là với những cái đường mà cái vạch kẻ đường của nó, cái vạch kẻ len nó bị mờ không, nó bị mờ thì có nhận được không? Nhưng mà còn vạch kẻ len mà chuẩn thì đúng không? Là nó nét luôn. Là nét luôn. Và em nghĩ là một phần là nó đến từ cái việc đấy, như anh nói, nó có rất nhiều những cái pixel, thì lúc ấy cái việc cắt cái những hình ảnh, cái chùm sáng nó tắt cái pixel nào đi thì nó sẽ được một cách chi tiết hơn. Chính xác. Và nó sẽ sát hơn. Độ phân giải nó càng cao thì người ta muốn điều khiển nào, vì thông minh mà, intelligent mà, cứ điều khiển nào nó sẽ ra thế. Thậm chí không, anh chưa có thông tin về của hãng Porsche, nhưng một hãng khác họ nói rằng họ có thể chiếu được hình qua cái thấu kính đấy. Đúng không? Em nhớ là có, cũng là một hãng đồng hương của Porsche. Đúng. Thì vậy. Đó. Thì chiếu được hình, vẽ được những cái hình rồi, kể cả là vạch kẻ đường ấy, là rất nhiều thứ khác. Đó. Thì cái công nghệ nó có thể tiên tiến, nó hiện đại đến cái mức độ là độ phân giải nó rất là cao. Ngày xưa mình muốn làm một cái gì đấy nó rất là khó, bởi vì những cái nó chỉ tổ hợp bằng những cái chùm led rất là lớn và nó không đủ điều kiện để làm gì để làm những việc đó. Còn một cái điều nữa mà anh muốn hỏi em, khi em dậm cái chân ga xuống, em cảm nhận động cơ hộp số nó có khác được chưa? Thật ra thì với cả cái thời gian trải nghiệm cái quãng đường vừa rồi thì em nghĩ là chưa, đối với em thì là chưa đủ kỹ và em cũng chưa đủ kinh nghiệm để em đưa ra được một cái sự chỉ ra được rõ là nó có cái sự khác biệt gì. Thế nhưng mà ở trên chiếc Cayenne này thì nó vẫn mang lại cho em được một cái cảm giác quen thuộc khi cầm lái những chiếc Porsche, đấy là cái chỉ đạp phát dính lưng. Đạp phát dính lưng thì là tất nhiên rồi, rất là dính. Nhưng mà có cái là chỉ cần một cái thời gian rất là ngắn ngồi lên chiếc xe thôi thì những cái sự căn chỉnh về vô lăng, về chân ga, chân phanh, về cái hệ thống nút bấm của cái xe này thì nó giúp cho mình, tức là mình cảm thấy là mình hòa nhập được vào với rất cái xe, dễ làm quen. Mọi thao tác của mình nó đều không có một cái sự gượng gạo mà đúng nó rồi. Rất là thoải mái. Cái đấy nó gọi là công thái học đấy. Đấy là công thái học, bởi vì nếu chúng ta lên chúng ta phải mất rất nhiều thời gian làm quen thì chúng ta mới lái được một cái xe.
thì sẽ gây ra chúng ta cái khó chịu. Nhưng nên mình chỉ qua một phát, mình làm quen với cái xe đấy là mình có thể lái được một cách tự. Tức là mình rất tự tin về cả vô lăng, về cả chân ga, chân phanh. Mình điều khiển cái xe, mình cảm thấy cái sự an tâm, cái sự tự tin ở trong đấy. Đúng. Cái khối động cơ này mặc dù là V6 3 chấm, nhưng mà nó đã được tinh chỉnh. Tinh chỉnh gì? Cái tinh chỉnh đầu tiên đó chính, có thể nói là lớn nhất, đó là nó vẫn dùng turbo kép, nhưng nó chuyển từ cuộn kép sang cuộn đơn. Một cái việc mà dường như người ta cứ tưởng là nó đang đi ngược lại xu hướng công nghệ. Em nghĩ là để làm như thế thì Porsche đã phải có một cách để giảm được cái turbo lag đi thì đúng, họ mới chuyển lại về cuộn đơn như thế. Chính xác, bởi vì tại sao người ta trước đây người ta phải dùng turbo cuộn kép để làm gì? Để giảm cái lag. Nhưng bản chất turbo cuộn kép thì nó cũng có những cái nhược điểm chứ không phải là toàn ưu điểm. Nhưng bây giờ Porsche lại nghĩ ra một cái công nghệ mà sử dụng turbo cuộn đơn, vẫn là tăng áp kép nhá, vẫn là tăng áp kép nhưng mà dùng turbo cuộn đơn thôi. Nhưng mà họ đã có những cái giải pháp về điều khiển, về điện tốt hơn nữa để làm gì? Giảm cái độ lag như em nói, giảm độ lag, và họ sử dụng sang cái turbo cuộn kép từ cuộn kép sang cuộn đơn. Và chính vì cái điều khiển cái thay đổi này khiến cho cái công suất của động cơ tốt hơn, đặc biệt là ở cái giải tua cao. Vì em phải biết là Porsche là đỉnh cao là phải chạy ở tốc độ cao. Và đâu đấy thì với cái thay đổi đấy thì cái con xe này là nó tăng lên được khoảng độ đâu khoảng 10-15 mã gì đấy. Và moment xoắn và lực kéo thì cũng lên, em nhớ là lên khoảng 50 Nm. Đấy. Thì chính vì là những cái cú rậm ga của em của anh mà em bảo là ui xuống phê thì nó nằm ở đấy, nhưng chưa hết đâu. Cái thay đổi của động cơ, nếu mà em cái thay đổi của động cơ đấy mà em không mét lại cái hộp số ấy thì hai cái nó sẽ nói chung là vợ chồng mà không nói chuyện được với nhau một cách gọi là hòa hợp thì dễ cãi nhau á. Trên nhà sản xuất Porsche là họ đã mép lại cái hộp số, vẫn là Tiptronic 8 cấp thôi, nhưng họ đã mép lại để cho cái sang số muộn hơn. À, tức là nó sẽ giữ, em có biết tại sao giữ số lâu hơn. Em có biết tại sao họ lại để cho giữ số lâu hơn để làm gì không? Làm gì anh? Bởi vì chiếc xe này là hướng đến sự êm ái, đúng không? Thì họ giữ số lâu hơn để cho chiếc xe nó êm hơn. Bởi vì nếu họ sang số sớm quá, động cơ chưa đủ khỏe, nó đã sang số thì nó sẽ bị giật. Và cái trải nghiệm đấy sẽ khiến cho người ngồi trên xe bớt cái cảm giác êm ái. Mặc dù là nó không phải là quá lớn đâu nhé, có khi nó chỉ thoáng qua thôi. Nhưng mà bởi vì họ tại cầu sao? Toàn đến mức như thế. Họ cầu toàn như thế bởi vì làm sao? Họ kỹ. Cái lúc mà anh ngồi trên xe mà anh hỏi em ấy là tất cả cái cảm giác ấn nút rồi đệm phanh, đệm ga, tất cả nó đều đồng nhất một cái cảm giác của em, đúng không? Chính xác. Thì kể cả cái việc mà thiết kế ra một chiếc xe êm thì họ thay đổi tất cả mọi thứ để khiến chiếc xe êm ái hơn nhưng vẫn không mất đi cái cảm giác thể thao. Em nghĩ cái đấy nhưng mà là đánh đổi, em có biết đánh đổi là gì không? Có sự đánh đổi ở đây hay? Ừ. Đương nhiên khi mà em sang số muộn hơn thì tua máy của em sẽ cao, hoạt động ở tua máy cao hơn, công suất luôn luôn hoạt động ở mức độ lớn hơn thì nhiên liệu sẽ tốn hơn một chút. Nhưng đối với em nghĩ là với những người mà mua Cayenne thì đấy lại không phải là một cái gì đánh đổi cả. Đúng. Thì chính vì thế mà nhà sản xuất Porsche họ cũng nói rằng với họ, các chủ nhân của Porsche không ai toan tính về tiền cả, cho nên họ đã phải đánh đổi những cái việc đấy. Nhưng mà em nghĩ là họ nếu rất như tinh tế. Có là đánh đổi thì cũng rất là xứng đáng. Xứng đáng chứ. Để có được một chiếc xe mà nó vừa thể thao, nó vừa êm thì thực sự là như thế, nó là một chút nhiên liệu thêm, nó không phải là cái chính gì, xác là luôn. Một cái vấn đề gì cả. Em ngồi cạnh bên anh ở bên ghế phụ, em có nhìn thấy một cái thay đổi gì trong nội thất của xe không? Khá là nhiều thay đổi anh ạ. Thứ nhất là nó, đối với em thì nó sẽ đi theo hướng công nghệ hơn, bởi vì là nó mang rất là nhiều cái điểm tương đồng với chiếc Taycan. Nó giống điện hóa hơn, đúng không? Đúng rồi. Biết đâu được đây là một cái bước chuyển cho một chiếc Cayenne điện sao? Có thể anh ạ. Macan thì nó đã bắt đầu là cái bước chuyển đổi rồi, đúng không? Thì Cayenne chắc là cũng sớm muộn gì thôi. Đó.
Đấy, cái thứ hai nữa là về cái nội thất thì mình cảm thấy là nó thoáng đãng hơn. Có thể là do một số những cái chi tiết được bố cục lại. Ví dụ như là cái cần số thì bây giờ họ cũng chuyển lên đằng sau cái vô lăng và trên cái bảng táp lô rồi. Có nghĩa là cái công năng của cái cần số cũng như là sử dụng cần số như là một cái vật trang trí nó không cần, nó không còn nữa. Tôi sử dụng những cái khác để trang trí còn hữu dụng hơn, đúng không? Một cái hình ảnh nó rất là nhỏ thôi, nhưng nó hàm chứa cho à, đây là một chiếc xe sang. Em có nhìn thấy cái đồng hồ đằng sau cái vô lăng không? Đó. Nói gì? Cong. Màn hình nó bán nguyệt, hơi cong đúng không? Cong một chút. Như em từ ngày xưa em mua một con TV Samsung màn hình cong với một màn hình thẳng, con nào đắt hơn nhỉ? Rõ ràng là màn hình cong của nó sẽ đắt Màn hình hơn rồi. cong đắt hơn nhiều, đúng không? Thực ra tại sao họ phải làm một cái cầu kỳ làm một cái màn hình cong? Bởi vì con này là một con hạng sang. Em Nó là thấy cao vậy. cấp, nó là đắt tiền. Và đắt tiền thì phải sử dụng những cái phụ kiện mang tính đắt tiền để phô trương ra là à tôi là một cái sản phẩm lựa chọn tất cả những bộ linh kiện xa xỉ nhất. Và nếu như mà nói về những cái màn hình ở trên Cayenne thì về chất lượng hiển thị thì thật sự là không có cái gì để chê. Đúng không? Anh Nhìn em vào phải không biết mỏi mắt một tí có nào những luôn. lúc mà mở cửa sổ trời nắng rọi thẳng vào trong luôn, nhưng mà gần như là không có một cái sự thay Không ảnh đổi nào hưởng, về khả năng đúng hiển không? thị cả. Và một cái nữa, người ta thực ra hãng thì anh nghĩ rằng hãng họ họ nói như vậy là để giải thích cho một cái việc xa xỉ hóa thôi. Đó là gì, họ nói rằng họ họ tạo ra một hình hình màn hình cong như thế để cho nó đúng theo cái tiêu cự của mắt ấy. Mắt là Đó, kiểu nó một nhìn được cái, bao quát một cách dễ hơn đúng cả cái rồi, bảng đồng hồ đó. vì mắt nhìn về hình cầu mà hình cầu thì họ sẽ làm như thế, thì mọi điểm ảnh ở trên cái màn hình đấy nó hội tụ vào cái điểm vàng ở trong mắt mình là như nhau, cự ly như nhau thì nó luôn luôn rõ nét và đẹp nhất. Có một cái nữa khi mà vận hành thì anh thấy là nó hơi khác so với con cũ một chút là ở cũ là có normal này, có sport này, sport plus này và individual. Hiểu không? Nhưng bây giờ là nó bỏ cái individual kia đi và nó có một cái mode là mode off road. Và khi mà đi lên trên này, anh em mình đi lên trên này chắc chắn là phải phải can thiệp một tí đi lên cho an toàn. Thì mình bật sang cái mode off-road thì nó sẽ có thêm bốn cái tùy chọn nữa. Là tùy theo điều kiện địa hình Đúng nữa. rồi, bùn lầy rồi đá rồi cát rồi như thế đấy. Thì cuối cùng là lên đây là khi mà chúng ta từng cái tùy chọn khác nhau thì nó sẽ can thiệp vào hệ thống truyền động này. Thứ nhất là bộ vi sai trung tâm, nó có khóa hay là mở. Cái thứ hai là bộ vi sai cầu sau, cũng là đóng hay là mở. Và đặc biệt nữa đó là phân bổ lực kéo đến từng trục của xe, và thậm chí là họ bắt đầu từ cấp số mấy để tránh hiện tượng trượt bánh trong cái địa hình off-road. Đó có nghĩa rằng là hiện nay à, một cái điểm nữa đó là gì, chính vì cái hệ thống treo này em có thấy là khi mà nâng hạ lên rất nhanh không, Đúng. Và ngày nó được xưa nó hạ mất độc khoảng lập độ được, tức là trục trước lên, trục sau vẫn giữ nguyên được Ngày luôn. xưa anh nhớ là anh đi cái thế hệ trước nó đâu đó khoảng đến 10 giây nó mới hoàn thành xong một cái chu trình lên xuống. Nhưng bây giờ là khoảng 5-6 giây rồi. Nhanh hơn rất nhiều. Và rõ ràng là với những cái công nghệ đấy thì chiếc xe Cayenne ngoài việc mà lái rất sướng ra thì cái khả năng vượt địa hình nó cũng được tăng lên. Đối với em thì nó như kiểu là một cái phần bonus thêm cho chiếc xe này. Chứ còn giả sử em mà có một chiếc Cayenne thì Không nhìn bao từ giờ em này đi em cũng không không nỡ. Em biết là nó làm được nhưng mà sẽ là không nỡ. đúng Hoặc rồi. có thể là khi nào mình đủ tiền để mua hàng trăm chiếc Cayenne thì mình sẽ cầm một chiếc đi off-road thì có thể. Nhưng mà Thực ra thì nếu mà bảo mang chủ nhân một chiếc Cayenne mang đi off-road thì có thể không, nhưng vì một tình huống nào đó chính xác rồi ạ. mà em rơi vào hoàn cảnh bắt buộc em phải vượt qua cái đó Thì mình có sẵn ở đấy rồi. thì nó có sẵn những công nghệ đấy và em hoàn toàn có thể vượt qua. Ở những chiếc xe mà gọi là rẻ tiền hơn tí ấy, bình dân phổ thông ấy, thì cái màu đỏ nhìn nó rất ghê. Nhưng mà cái màu đỏ này của bọn hạng sang này này nhìn nó xuống. Nhìn nó sang, nhìn Ủa. nó ra chất sang. Mẹ sờ nó cũng sướng à? Đúng không? Sờ nó cũng sướng. Nói tóm lại là thế này anh em ạ. Nếu mà có tiền
anh em hoàn toàn có thể có quyền lựa chọn những chiếc xe hạng sang. Nhưng mà xe nào thì các bạn hãy xem clip này xong, các bạn hãy đến đi thử những chiếc Cayenne mới và các bạn tự xem nên xuống tiền mua Porsche hay nên xuống tiền mua một cái hãng xe khác. Với cả những cái chiếc xe sang ấy, thì đôi khi cái câu chuyện về vật liệu, về option, về tất cả những thứ ấy, nó không phải là cái câu chuyện quá quan trọng, vì thực ra là cũng như nhau cả thôi, cũng ngang nhau thôi, từng đấy những cái công nghệ thì rất nhiều hãng cũng có. Thế nhưng mà cái mà về cảm xúc lái đấy, cái mà về thôi thúc mình ngồi lên cái chiếc xe đấy là mình cứ muốn cầm lái chiếc xe đấy, thì Porsche nói chung và cái chiếc Cayenne nói riêng thì nó sẽ có thể là mang lại được cho mình được cái cảm xúc như vậy. Anh em, 7 tỷ một căn hộ chung cư đang chờ đón anh em, và đây một mẫu xe rất hoàn hảo cho những người vừa khẳng định mình là người có tiền nhưng vừa khẳng định là mình là một người thích lái xe, biết lái xe và biết chơi xe, Cayenne Coupe. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của hai anh em tôi, và rất lâu rồi Đức mới lên sóng của Anh em WhatCaVN. mình mới lại họp lớp. Mình lại họp lớp. Và hy vọng rằng anh em tôi sẽ có nhiều những cái video sau nữa để phục vụ cho khán giả của WhatCaVN. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.